Và mọi người thân mến, trong một đêm mưa như thế này, hẳn là mọi người vẫn đang nghe tiếng tí tách xung quanh cái không gian mà chúng tôi đang ngồi, đúng không ạ? Thì những cái dòng nước mưa đó nó cũng rất là dễ cuốn trôi người ta về quá vãng, để có thể kể lại cái câu chuyện mà mình đã từng đã trải qua với hỷ nộ ái ố, với sự nuối tiếc, thậm chí là đôi khi nhắc lại và cũng có cả lời cảm ơn nữa. Thì không biết tối hôm nay sự sẵn sàng của nhân vật khách mời sẽ đưa chúng ta quay trở về cái đoạn ký ức nào của bạn ấy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện. Chào bạn. Dạ, em chào chị. Chị buộc phải hỏi em câu đầu tiên, đó là dạ. Thông thường thì sẽ có bạn đến đây chỉ với đúng một cái nguyện vọng thôi, là được kể lại một cái chặng ký ức để nhẹ lòng, không cần mọi người biết mình là ai, không cần mọi người phải hiểu rằng mình đến từ đâu. Và họ chọn cách ngồi trong bóng tối. Cũng có bạn thì thôi, cho em ngồi trong bóng tối một đoạn đi, em đủ dũng khí rồi em sẽ bật đèn. Nhưng mà cũng có người là thôi, bật đèn ngay từ đầu để em được thoải mái. Nếu chị hỏi em là chọn kịch bản nào thì chắc là em sẽ chọn cái kịch bản đó là phối hợp giữa cả hai. Có nghĩa là chúng ta sẽ lắng nghe một câu chuyện, chỉ là câu chuyện thôi. Mà các bạn thích thì các bạn có thể đoán, nhưng mà thôi thì một chút bóng tối để chúng ta có thể tập trung vào câu chuyện. Biết đâu khi mà mình đã kể được một chặng rồi thì mình cảm thấy cái việc bật đèn sáng nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, vậy thì em sẽ đến đây với câu chuyện nào trong hành trình tình yêu của mình? Mối tình đầu, hay là một mối tình để lại cho mình nhiều tiếc nuối, nhiều dằn vặt, hay là một cuộc tình mà mình nghĩ lại mình phải rất là cảm ơn, hay là một cuộc tình đang diễn ra mà mình vẫn có những băn khoăn, chưa biết phải làm như thế nào cho đúng? Hôm nay thì em đến với chương trình và em muốn kể cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại của bản thân mình. Wow. Tại vì em nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó là cái câu chuyện mà mang lại cho em rất là nhiều cảm xúc. Tại vì chị cũng biết được rằng là khi mình làm nghệ thuật, mình sẽ có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Một giọng nói, và bạn ấy cũng bật mí là bạn ấy cũng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thì chắc là mọi người đang bắt đầu đoán nhiều đây. Em sẵn sàng tâm lý cho mọi diễn biến xảy ra chưa? Em sẵn sàng. Giờ muốn có chuyện tình để kể thì phải có chuyện tình bắt đầu đã. Dạ. Thế thì chuyện tình của em đã bắt đầu như thế nào? Chuyện tình bắt đầu của em nó là một cái chuyện tình cũng là nhờ một chương trình. Một cái chương trình gần đây em tham gia thì em và bạn ấy có gặp nhau. Một chương trình truyền hình thực tế. Dạ đúng, một chương trình truyền hình thực tế. Những ngày đầu thì em với bạn ấy tiếp xúc và em cảm giác được rằng là người con gái này khá là hợp với mình về tất cả mọi thứ, về tính cách, về con người. Nhưng mà trong chương trình thì em lại có một cái cảm tình dành cho một người con gái khác. Ủa? Tại vì người con gái đó cũng có một cái tính cách, cũng là một người con gái rất là cá tính. Nhưng mà bạn ấy có một sự mềm mại hơn. Trong lúc diễn ra chương trình thì em lại chọn người con gái đó. Nghĩa là bây giờ mình đang có cô A và cô B. Dạ đúng rồi, hai cô, A cô B đó. Vốn cô A là cái cô ban đầu mình nghĩ là hợp cả. Dạ đúng rồi. Sau đó phát hiện cô B ổn hơn. Dạ đúng rồi. Và cái con tim của em cái thời điểm đó cho em một cái tín hiệu rằng là cô B sẽ là cái người theo mình. Dạ. Và đến khi kết thúc chương trình đó thì em với cô B có những cái vấn đề mâu thuẫn khác nữa. Có nghĩa là trên sóng truyền hình thực tế dạ. của chương trình đấy, mọi người đã thấy cái sự ráp nối cặp đôi dạ, vâng. của em và cô B. Vâng. Còn câu chuyện giữa cuối... em với cô A là một câu chuyện hậu trường hoàn toàn không được hiển thị. Bữa nay chạy số hơi mệt mọi người, khoan nha mọi người. Rồi thế thì sau khi chương trình kết thúc thì chuyện giữa mình với cô B, gần ngày cuối cùng của cái chương trình đó thì em với cô B không đến được với nhau. Dạ. Và cô A vẫn dành một cái tình cảm nhất định dành cho em, và chính cô A đó là cái người mà thức tỉnh và ngầm cho em một tín hiệu rằng là cho dù chuyện quá khứ nó như thế nào chăng nữa thì ở thời điểm hiện tại em vẫn đứng đây chờ. Và cái sự tiến đến với cô A đó là khi chương trình đã đóng máy. Dạ đúng. Thì em nghĩ rằng đó là hành trình tìm kiếm, hay mình là một người không có lập trường trong tình cảm? Theo em đó là một cái hành trình để mình tìm kiếm. Tại vì trong một cái môi trường có rất là nhiều con gái như vậy thì mình cũng sẽ phải lựa chọn là xem người này có hợp với mình ở điểm A, điểm B, điểm C hay không. Và quan điểm của em rất rõ ràng, khi mà em tiến đến cô B thì cô A em sẽ không có quan tâm. Tức là mình đảm bảo rằng là trong từng thời điểm mình chỉ chuyên tâm với một người thôi. Dạ đúng rồi, chứ không phải là cứ ôm hết về rồi cô này ít, cô kia ít.
Em không có làm vậy được. Như vậy thì cái đó là từ phía em. Dạ. Từ phía mà em cảm thấy là mình đã có một cái cam kết rất là fair play. Dạ đúng rồi. Rất là minh bạch, rất là quân tử. Dạ. Nhưng người con gái á, cái đối tác còn lại, mặc dù người ta buộc phải thể hiện một cái sự bao dung và cũng là một tinh thần fair play, nhưng theo em có khi nào bạn ấy cũng dợn lên những cái suy nghĩ rằng vốn ban đầu anh ấy đã không có chọn mình, rồi đi qua ba chìm bảy nổi rồi thì cuối cùng anh mới quay lại với mình, thì cái việc đó có làm cho bạn ấy đôi khi trở thành một vấn đề trong cái câu chuyện giữa hai bạn khi mà tình yêu của mình nảy nở không? Bạn ấy trả lời em là em không muốn nhắc lại những chuyện quá khứ, bởi vì quá khứ nó đã qua rồi, và quan trọng ở thời điểm hiện tại anh và em nó như thế nào. Rất ít người con gái có thể suy nghĩ được như bạn ấy. Dạ. Cái mà tín hiệu mà bạn A đưa đến cho em đó là sự chân thành. Và sau cái ngày tham gia chương trình xong, vẫn đưa bạn ấy về, và em có hỏi bạn ấy một vài câu. Từ đó em mới cảm nhận được rằng cô này cô ấy có một cái chứng kiến riêng của bản thân mình, và cô có một cái sự gọi là bao dung. Và cùng với đó là những cái tín hiệu khi mà em nói chuyện với cô ấy, và cô ấy cho em nói chuyện với người nhà của cô ấy, thì em cảm nhận được rằng là cô này chân thành đối với mình. Và một người phụ nữ chân thành như vậy, và mình cũng có tình cảm, vậy tại sao mình không tiến xa hơn nữa, và mình cứ phải vùng vằng ở giữa, và mình phải tự ôm cái quá khứ của mình để mình trách bản thân mình, và mình không dám tiến tới. Theo em, con gái cả tính cách mấy đi chăng nữa cũng rất khó để mà bộc bạch ra cái vấn đề mà phải tranh giành với một người con gái khác. Đàn ông có thể làm, nhưng con gái rất khó. Em nói thật là trong những cái ngày đầu tiên khi mà mới quen á, thì bạn đã có thú nhận với em là thời điểm đầu khi mà mới đồng ý quen anh, em vẫn chưa tin hoàn toàn vào anh. Em vẫn chưa tin đâu. Nhưng mà từ những cái hành động nhỏ của anh, từ việc anh quan tâm đến em, từ việc em đi tham gia chương trình này chương trình kia, anh luôn sát cánh bên em, cho dù đêm tối hay như nào đó anh vẫn ở bên cạnh em. Và đến ngày hôm nay thì em thật lòng đối với anh. Đấy là cái mà em cảm thấy thật sự rất là hạnh phúc, khi mà có một người con gái nói ra những cái quan điểm trong lòng của mình với người mình yêu. Dạ thế. Chị nghĩ là mọi người mà ở bên ngoài nhìn em, mọi người thì sẽ dính mắt cho chuyện là bạn này có phải là trap boy không. Đã từng bị nghi ngờ điều đó chưa? Em đi nhiều. Đi nhiều đúng không? Em đi nhiều lắm, tại vì mỗi lần đi quay, đi diễn ấy, là ví dụ như là vào phim trường, em thì là cái thằng mà hòa đồng, đang trong phim trường, đang ngồi nói chuyện, đang trong hậu trường nói chuyện nhau vài câu, em lại nói thêm. Nói thêm thì mọi người lại kêu ông Minh lại bắt đầu thả thính á, lại bắt đầu đào hoa đó. Khoan, bạn ấy đã vừa xưng tên rồi, vậy thì bây giờ lỡ cái cú xưng tên này mình bật đèn được không? Dạ được. Rồi, xin mời mọi người, chứ nghe cái tên mà không thấy cái mặt nó khó chịu đúng không ạ? Dạ. Ok. Wow, vậy thì dạ, bây giờ một lần nữa mình giới thiệu mình lại với quý vị khán giả đi nào. Dạ. Thì xin chào tất cả mọi người, xin chào chị ạ. Em là Quang Minh, hiện tại công việc chính của em đang là diễn viên. Rồi vậy thì ngoài cái việc mà mình cùng với bạn ấy có một cái sở thích trong cái câu chuyện là sinh hoạt gia đình như vậy, dạ, thì các bạn còn có những cái sở thích gì khác để có thể đồng điệu với nhau không? Khi mà trong công việc á, thì quyết đoán. Và em nghĩ rằng là em với bạn ấy hợp ở cái điểm đó. Với là trong một đoàn công việc từ A đến D chẳng hạn, thì công việc là quan trọng thì sẽ giải quyết trước, và sẽ nhường các cái công việc không quan trọng thời gian sau và giải quyết sau. Cái tiếp theo đó là cái việc mà thích dẫn về nhà, thích dẫn cho ba mẹ nói chuyện. Những cái đó là những cái nó không phải quá lớn, nhưng mà nó đủ để cho hai người gắn kết nhiều hơn. Tức là cả hai đều có óc sắp xếp công việc, cả hai đều muốn công khai và kết nối người yêu của mình với gia đình của mình. Dạ, đúng rồi. Vậy thì thôi, bây giờ đèn thì mình đã bật rồi, thì người yêu của mình tên gì mình giới thiệu luôn đi. Em là Quang Minh. Còn người yêu em tên là Trâm Anh. Bất ngờ chưa bà già? Ôi ôi. Rồi như vậy thì hiện giờ cái mối quan hệ giữa em với Trâm Anh nó vẫn đang đúng với cái nguyện vọng của hai đứa, vẫn đang đúng với cái lộ trình xây dựng tình yêu của mình, hay nó đã bắt đầu xuất hiện những cái lăng tăng mà đôi khi mình nghĩ rằng là mình cũng phải cảnh tỉnh để mình chỉnh sửa? Đúng như chị nói đó, là vẫn đi theo cái hành trình mà mình đã suy nghĩ trong đầu. Tuy nhiên bên trong đó nó vẫn sẽ có những cái lăn tăn gợn nhỏ mà bản thân em hay Trâm Anh đều phải sửa hết. Thì có một vài lần em lỡ những cái lời của em nó không có được ổn cho lắm. Với ai? Với Trâm Anh hay với người khác? Wow. Với Trâm Anh. Thì Trâm Anh giận.
Và em có dặn trong đầu mình, lần sau mình sẽ không được nói những từ đó. Ví dụ như Trâm Anh rất ghét em gọi Trâm Anh là nó. Mới là không được sử dụng từ nó trong bất kỳ hoàn cảnh nào để nói về người yêu mình. Thế thì phản ứng của Trâm Anh với những lần mà bạn ấy không hài lòng trong cái cách mà em sử dụng ngôn ngữ hoặc là trong một vài biểu hiện khác, thì biểu hiện của Trâm Anh sẽ là im lặng, giận để em tự nhận ra, hay là Trâm Anh sẽ thông báo, sẽ nói rất rõ rằng cái điểm đấy là những cái mà bạn đó đang không có cảm thấy hài lòng hoặc là dễ chịu? Ở thời điểm đầu, đấy là có bất kỳ chuyện gì giận nhau hay gì đó phải nói thẳng với nhau. Nhưng nếu như chuyện đó tái hiện quá 3 lần thì Trâm Anh sẽ im lặng. Sự im lặng đó là tín hiệu của cái việc là Trâm Anh chấp nhận rằng đây là một cái đặc tính của em, và coi như mình sẽ sống chung với cả những điều không tốt của người yêu. Hay cái sự im lặng đó là cái tín hiệu cho thấy rằng là đó là giới hạn cuối cùng? Cái sự im lặng đó không phải là cái giới hạn cuối cùng, mà cái đó là cái tín hiệu cho em biết rằng em đang giận đấy. Và em với Trâm Anh thường thường là giận nhau không quá 5 phút. Có một lần cô ấy giận đến mức mà chặn toàn bộ số điện thoại, chặn toàn bộ mạng xã hội. Vậy tức là nó hơn 5 phút. Hơn 5 phút. Em phải gọi điện cầu cứu. Em gọi điện là em trai của Trâm Anh cầu cứu. Và cũng may là ngày hôm đó thì sau cái cuộc điện thoại của em với em trai Trâm Anh thì em với Trâm Anh có nói chuyện lại với nhau. Tại đợt đó là em đi công tác ở ngoài Hà Nội. Thì sau cái cuộc điện thoại đó với em trai là em Trâm Anh nói chuyện lại và giải quyết rõ được vấn đề, và hai đứa lại bình thường trở lại. Và từ đó là không nhắc đến cái chuyện đó nữa. Trâm Anh đã thay đổi khá là nhiều. Đặc biệt đấy là ngày xưa Trâm Anh không bao giờ có chuyện hạ cái tôi của mình để làm việc gì đó. Nhưng Trâm Anh sẵn sàng hạ cái tôi đó vì em. Có những chuyện Trâm Anh biết là sai nhưng mà Trâm Anh thường thường là sẽ không xin lỗi đâu. Nói một câu chuyện khác để cho bỏ qua chuyện đó. Nhưng với em thì Trâm Anh sẵn sàng nói một câu là em xin lỗi, cái này em sai. Và hai đứa bắt đầu lại quay trở lại với câu chuyện khác để mình nói chuyện. Đó là vì em đưa ra yêu cầu hay bạn ấy tự nhận ra và tự giác thay đổi? Trâm Anh tự nhận ra và tự thay đổi. Khác nhiều thứ lắm. Từ vấn đề mà nói chuyện, rồi là cái cách xưng hô hay là giới thiệu với gia đình. Nó đã khác rồi. Tại ngày xưa ví dụ Trâm Anh quen một ai đó là hầu như là không có giới dẫn về nhà. Mẹ hoặc là em trai có thể biết nhưng bố và ông ngoại thì sẽ không biết. Nhưng em là người duy nhất. Dạ. Mình biết về điều đó là do Trâm Anh kể hay là thật sự mình có chứng thực được? Do em trai của Trâm Anh kể. Sao em giống như em có nội gián như mình? Dạ đúng rồi, em có nội gián. Có nội gián gì trời? Dạ. Đến mức mà em qua nhà Trâm Anh ăn cơm trưa và cơm tối ấy, là mẹ của Trâm Anh còn gửi đồ lên cho em ăn. Cũng có thể là do bởi vì là em yêu Trâm Anh ở thời điểm hiện tại bằng cả tấm lòng của em. Và từ đó mình thấy là cái độ gắn kết dạ, nó nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng có cái gì mà đến thời điểm này mà em vẫn cảm thấy là nếu như bạn ấy đổi được cái đó nữa đó thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn? Trâm Anh cần phải đổi, đó là cái gọi là sự nhạy cảm. Có nghĩa là cái sự nhạy cảm của Trâm Anh nó quá. Vậy thì chị bắt đầu có một cái nỗi lo lắng dợn lên nè. Dạ. Với cái mô tả của em là Trâm Anh là một người nhạy cảm. Dạ. Bạn ấy đề phòng khá nhiều vì những cái đổ vỡ trong quá khứ. Dạ. Thế thì cái việc mà em xuất hiện ở đây, em ngồi nói chuyện với chị, dạ, nó có phải là một cái sự việc dễ tiếp nhận đối với Trâm Anh không? Em chưa giờ công khai một ai đó lên trên mạng xã hội hay là lên truyền hình. Và đây là lần đầu tiên em công khai chuyện này. Vì em nghĩ Trâm Anh là người cuối cùng của đời em. Đó là em nghĩ. Dạ. Còn từ phía Trâm Anh, tại vì một mối quan hệ nó đòi hỏi cái sự vun bồi từ dạ, tất cả những bên dạ, có liên quan. Dạ. Em đã mặc định rằng là đến thời điểm này mình ngồi đây mình tuyên ngôn về mối quan hệ này, thì tức là mình đã coi cô ấy là điểm dừng chân dạ, rồi. Vậy thì từ phía Trâm Anh, bạn ấy đã làm và có những cái biểu hiện gì để ngược lại Trâm Anh cũng đặt em vào cái vị trí là đối tác cuối cùng trên cái hành trình yêu đương? Dẫn em về nhà gặp ông ngoại, tại ông ngoại khó tính. Và mỗi lần mà đi xe hai đứa đi với nhau á, Trâm Anh ôm em vào sau và Trâm Anh nói là em hạnh phúc quá. Tại vì em thấy người nhà em và em trai em rất là quý anh. Trâm Anh không nói rõ ra, nhưng mà từ những cái hành động đó em cảm nhận được rằng Trâm Anh cũng coi em như là người cuối cùng trong cuộc đời của anh. Các bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu như mọi người hỏi và đặt ra một cái nghi ngờ là ừ thì thực ra đây cũng chỉ là một cái cuộc tình mang tính biểu diễn thôi mà, kiểu giống như là một cái kiểu mà nó rất là gây nghiệp của dân cư mạng, là theo kiểu để tao coi được bao lâu dạ, đó đó kiểu dạ, vậy dạ. Em phản ứng làm sao? Em sẽ cố gắng vun đắp với Trâm Anh.
để cái cuộc tình này nó kéo dài đến mức gọi là hết sức có thể. Cái sự bền chắc của em với Trâm Anh thì em nghĩ nó không quá phức tạp. Nó chỉ đơn giản là cái sự quan tâm, cái sự gắn kết bên nhau. Và mỗi lần cãi nhau là em sẽ ôm Trâm Anh từ phía sau để Trâm Anh cảm thấy là ở nhẹ nhàng. Và khi mà cô ấy buồn, em chạy qua bên Trâm Anh ra sân thượng, khóc đi, khóc thoải mái xong thôi. Hạnh phúc nó là vào thời điểm hiện tại tôi làm được gì cho bạn và bạn làm được gì cho tôi, và hai người cảm thấy vui và cảm thấy sướng vì những cái đó. Cái công việc của em là diễn viên mà, đi đêm về hôm nó chuyện bình thường, thì nó cũng là một cái rào cản. Tại vì tình cảm nó không được thường xuyên ở bên nhau thì nó sẽ nhạt dần. Người ta sẽ là đến gọi điện, anh đến nơi nha, tắt máy rồi vào làm việc. Còn em là vừa dựng xe xuống, vợ ơi chồng đến nơi rồi, em ơi em đến nơi rồi nha. Em sẽ cầm máy quay vào đến tận hậu trường. Hôm nay em ăn gì chưa này kia thứ. Có nghĩa là em sẽ nói để cho anh nghe được rằng là em đang nói chuyện với cả tất cả mọi người. Để cho mọi người cùng biết rằng em đang có một mối quan hệ tình cảm. Để cho Trâm Anh có một sự tin tưởng nhất định cho bản thân em. Cái điều này là em thật là không phải là ép buộc nhau làm, mà tự động làm. Thực chất ra là khi mà Trâm Anh nói với em á, là em vui khi mà anh làm hành động như vậy, em mới nhận ra. Thì em mới liên kết lại với những câu chuyện cũ, thì em bảo sao nó khác quá, khác xa hoàn toàn luôn. Thế thì các bạn đã nói với nhau về tương lai chưa? Nói thật là có định với nhau về một cái tương lai nhất định của hai đứa. Nhưng mà tụi em thường thường tụi em sẽ không nói quá nhiều về cái tương lai đó. Nhưng mà cũng có một cái dự định với nhau, đấy là để cho Trâm Anh tốt nghiệp xong đại học. Thì tụi em sẽ tính đến cái chuyện thôi. Tại vì ở thời điểm hiện tại thì cả sự nghiệp của em và Trâm Anh nó chưa phải là hoàn hảo. Vậy thì sẽ làm sao nếu như vì theo đuổi sự nghiệp mà các bạn phải pause lại, các bạn phải đóng băng cái cuộc tình của mình? Sẽ rất là đau. Sẽ không biết cái cơ hội nào đến với các bạn, mà đời khó nói lắm. Rất không may nếu như một ngày nào đó em hoặc là Trâm Anh phải ngồi xuống để giữ cái này và bỏ cái kia xuống. Tụi em cũng có suy nghĩ đó. Nhưng cũng may một cái đấy là hai đứa em đưa ra một quyết định với nhau. Nếu như ở cái năm 25 tuổi của Trâm Anh, có nghĩa là 2 năm nữa, mà tụi em chưa có cái gì trong tay hết, thì tụi em sẽ phải nhờ gia đình một chút. Chuyện đó thì nó đẹp rồi. Nó quá đẹp luôn. Nó đẹp rồi. Chị chỉ sợ nó không đẹp. Nghiệp quá mọi người. Nhưng cho tôi hỏi đi. Sẽ làm sao? Chị vẫn muốn quay lại cái câu hỏi đó, bởi vì khi em với Trâm Anh ngồi lại nói với nhau rằng tụi mình chưa có sự nghiệp, tụi mình không thể quyết định. Vậy thì làm sao nếu như phải là một trong hai? Thật ra là cái diễn biến đó thì đã từng hình dung. Nhưng mà may là ở thời điểm hiện tại, em có một công ty nhỏ và em cũng đang trên đà thăng tiến. Vì vậy nên là khi mà em đang trên đà thăng tiến, em không muốn suy nghĩ tiêu cực. Đấy cũng là một để cách em vượt qua tiêu cực. Đúng, cũng là một cách để vượt qua tiêu cực. Nhưng mà chị hy vọng rằng là thực ra khi mà mình đã hết sức hết lòng trong từng thời điểm, trong từng thời khắc mà mình sống trong một cuộc tình, hoặc là mình làm một cái công việc gì đó, thì dù sau đó có phải quyết định như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không phải nói hai chữ giá như cho sau này. Dạ. Còn cái chuyện đó là chuyện gì thì ai mà biết. Dạ đúng rồi chị. Nó tới đi rồi mình tính. Dạ. Chỉ cần mình hết lòng. Nói chung á, về cơ bản là tận nhân lực. Dạ, đúng. Còn rồi. Lại là tri thiên mệnh. Dạ. Vậy thôi. Thế thì nó sẽ là một cái câu hỏi gần cuối rồi nè. Dạ. Nếu như người khác, người ta sẽ chọn kể một cuộc tình đã qua. Dạ. Bởi vì nó an toàn. Dạ đúng. Nó qua rồi. Dạ. Thậm chí là người ta sẽ ngồi trong bóng tối. Dạ. Em kể chuyện tình hiện tại. Dạ. Trong khi đó hiện tại thì cũng chẳng biết tương lai như thế nào. Dạ. Điều gì đã khiến cho em đi đến cái quyết định này? Cái điều mà đưa em đến quyết định này là từ Trâm Anh. Những cái gì em làm nó đều có cái chủ đích. Em ngồi đây ngày hôm nay và để em khẳng định cho mọi người rằng em đã có Trâm Anh và Trâm Anh đã có em. Có nghĩa là em khẳng định chủ quyền giúp cho Trâm Anh. Em muốn những cái lời bàn tán ở ngoài kia nó không còn dành cho cả hai đứa. Nên là chương trình của tôi nó có lợi quá mọi người. Ai cảm thấy là cần khẳng định chủ quyền, các bạn nhớ liên hệ nha. Theo em, Trâm Anh sẽ đang cảm thấy như thế nào? Em nghĩ là Trâm Anh sẽ rất tự hào về người yêu của mình. Bởi vì những cái lời này của em nói ra, nó toàn bộ là từ trong lòng của em, trong trái tim em đưa ra.
mình nợ người ta một lời tỏ tình trong cái chương trình truyền hình thực tế kia. Vậy giờ mình bù đi. Anh đang thiếu em một cái lời tỏ tình ở trên sóng. Và ngày hôm nay một cái chương trình là những chuyện tình chưa kể. Anh muốn gửi đến em một cái lời tỏ tình để cho toàn bộ khán giả và tất cả mọi người đang xem chương trình đều nghe được cái lời tỏ tình của anh. Châm Anh à, anh yêu em. Em hãy cùng với anh về nhà để xây cho chúng ta một căn nhà nó thật là ấm cúng và thật là hạnh phúc. Anh yêu em. Cảm ơn Minh rất là nhiều. Thì ngày hôm nay em cũng đã làm được cái điều đó. Thực sự thì giá như mà Trâm Anh có mặt ở đây luôn để dạ. bạn ấy được đón nhận cái lời tỏ tình vừa rồi dạ. Thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà chị tin là bạn ấy đang rất là hạnh phúc. Tình yêu nó rất là đơn giản. Nó không quá cầu kỳ. Nó không phải được mua bằng tiền. Nó không phải được mua bằng cái sự đánh đổi nào đó. Và tình yêu nó chỉ đơn giản, đó là cái sự quan tâm, cái sự nhẹ nhàng với nhau, một cái sự tinh tế với nhau một chút xíu. Thì cái tình yêu đó nó đang nhỏ thôi, nhưng dần dần nó sẽ biến thành rất là lớn, và nó sẽ là một tình yêu đẹp. Cảm ơn Minh yeah. Cảm ơn Minh rất là nhiều yeah. Chị cũng hy vọng rằng là tất cả những cái kỳ vọng, những cái điều mà em cùng với Trâm Anh đã xây đắp với nhau, đang xây đắp với nhau yeah. Nó sẽ sớm trở thành hiện thực yeah. Mặc dù ngày hôm nay trong cuộc trò chuyện chị biết là chị rất là nghiệp yeah. Khi chị đã đặt ra rất là nhiều những cái tình huống yeah. Nó không có may mắn yeah. cho một cuộc tình. Nhưng tâm ý của chị chỉ đơn thuần đó là vì chúng ta sẽ có nhiều cái cần phải đối yeah. diện trong tương lai. Chúng ta dự phòng một cái tâm thế để khi nó tới mình biết mình hành xử như thế nào yeah. cho trọn vẹn yeah. Nó cũng là cái việc nên làm. Suy cho cùng đó là cái trách nhiệm của mỗi người đối với chuyện yeah. tình của mình thôi yeah, tuy nhiên là chị sẽ không mong những cái điều đó xảy ra yeah. Mong là các bạn vẫn chỉ giải những cái bài toán nó vừa sức yeah. trong cái cuộc tình của mình và có những cái đáp án luôn luôn đúng cho cuộc tình này thôi yeah. Cảm ơn Minh rất là yeah. nhiều. Em cảm ơn chị. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Ừ. Rồi cây ra thành phố Thủ Đức. Ừ. Rồi tiếp tục. Hiện tại em gì? Đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Ừ. Và tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Ừ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tính chất là do công việc, là thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi. Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết. Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Ừ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Ừ. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình muốn có người đồng hành. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghề một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ.
Vào đấy đó là lúc mình vào đấy với ai? Em vào một mình em, hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn được chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá là gì. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ tán nghe mình này nữa này. Vậy nên em không ấy. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, thôi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi. Để làm thì làm đi, lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mà cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn. Còn nếu mà đâu em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như sáu khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Mình dành thời gian ngoài. Còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian mà còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Rồi em có tài lẻ gì không, hát hò này kia biết không? Dạ em không, không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn, không có tài lẻ gì hết hả? Dạ chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là em nấu được. Rồi mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài hình dễ nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi gái thì cao tầm 1.5m. Tầm 1.5m là đổ lên thì nói chung là người vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Mình giờ mình có công việc, tương lai mình sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ.
về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lại gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì bằng sinh năm 93 đầu xuống năm 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung nghề miền Trung được. Ưu tiên ở miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Ưu tiên miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi. Dạ, như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quả hả? Nhưng quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó về bất về tiền. Em có trong cái hả mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ok. Và cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Em là anh Khoa. Ok. Dạ em mời anh Khoa. Rồi, chào bác. Dạ. Mình cứ cầm mic. Rồi, dạ, em mời anh. Mình xin giới thiệu mình tên là Lê Công Khoa. Mình tuổi sinh năm 82, mình sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tỉnh mấy 4 tỉnh mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tỉnh. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Rồi thì dạ. Bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về đúng không? Có đâu thì phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Yeah. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Ảnh mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Mình là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với là phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ nên mẹ thích ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi còn cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với là mấy người với cháu. Cháu của bà chị trong nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm chăm mẹ, thăm gia đình. Ok rồi. Nghề nghiệp của mình là gì? Ở bên đó là gì? Bên anh? Đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Ừ. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Ừ. Cụ thể là mình làm gì vậy? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng đó. Phân loại hàng hóa, sắp xếp cho nó gọn lên ba lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đi đó là theo cái khâu khác người ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm rồi đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được 1 năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất đai của chính phủ. Dạ.
Hiện tại em sống bên Úc với ai ạ? Ờ, mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì cái thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có dịp nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ, đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly thân như vậy cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang hộ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bên đó gọi là support. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình á, mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà gốc Việt. Nhưng người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim. Bên Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có, em sẽ định cư lâu dài ở đó. Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu bây giờ là hỗn độn nào đó. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tới nhị chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi chứ mà muốn đi sâu để mất công thì mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường cái chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 trở lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn giống anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải đã khá là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi, bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là đu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó để khác được. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh đại khái là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được đây chứ không? Thì được. Bây chứ giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em
hiểu ý không? Giống như những khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không quan trọng là quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à anh này anh quyết đoán, anh này anh có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó thủy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con với là đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Tức là lợi dụng hoặc là thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao với là mình biết ca rồi. Rồi, mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh mà. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà. Nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không có biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Hồi nãy nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà, chứ không có cai nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái năm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được, vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn khóc tình ta nạn ta. Em cứ... Nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì ở bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì, nói anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha.